Đây. Đây chú anh chị, nhìn chân móng rồi. Chân trước chân sau nè. Hai con đầu cựu lũ siêu đỏ hết ha chú anh chị. Con này tầm 10 tháng rồi. Ảnh không có chưa đâm ghim. Đúng miếng là bài bản của chú anh chị. Đó, đúng rồi. 13.500.000. Chiều cao là 1m2, đó không sao. Còn con chữa này chiều cao đó không sao, dao động mà khoảng 1m3 bò tao đợi ha. Đây nè. Giữa lưng khoảng 1m22. Con đó giữa lưng khoảng 1m10 mấy, 15 rồi. Này thì hình thù em gửi đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Mà thấy bò chữa tàn dữ khủng hoảng không? Hết biết cái tàn của chú anh chị. Thùng dạo lớn lùng liền đó, dài đó. 6.500.000 nha. Bán đã bao hành cho cô chú anh chị mình bao lòi đơm là 3 tháng đó, bây giờ 6 tháng 9 tháng ha đó, đang bao trước khi đẻ là cô chú anh chị đây. Thì về trong vòng 3 ngày thì cô chú anh chị mới thăm khám lại cho em cái, nếu mà khám mà không chữa thì đó nó đi cho em thu hồi gọi về ha. Còn 3 tháng hồi lũ hú hí tử cung thì trong vòng 3 tháng đó. Bò nó mập lực ha cái chú vậy, thả đòn dài nữa, đòn dài lăn đẳng luôn đây, tấn bò lứa nè, bò lứa vậy luôn đó. Bò lứa này chiều cao là 1m20 thôi không sao đích nha, giữa lưng khoảng 1m15, giá là 13.500.000 giá tại chuồng. Thì mong cô chú anh chị nào gần xa ưng ý được mua thì liên hệ cho em để mình sở hữu bò. Quay em bò, quay đằng xa cho cô chú anh chị thấy rõ bò này không, bự quạ, hai con ăn bự lắm cô chú anh chị. Bò bò lứa 9-10 tháng này. Cao, con này sẽ nuôi cái tàn lớn đó. Còn con kia con chữa thùng lớn, thùng giảo lớn chú anh chị, dài đòn ghê không. Mong của chú anh chị em thấy giá và ưng ý được mua liên hệ ha. Chân cẳng là thì mình lên kiểm tra bò trước khi thanh toán lên, thì cô chú anh chị mình được quyền kiểm tra bò đi tới lui ha. 26.500.000 giá là bán, là hai con này giá bán giờ tại chuồng hết nha chú anh chị. Đông mức một đầu tụi lũi luôn ha. Chị nào gần xa ưng ý được mua liên hệ. Đích thả thẳng đích thôi. Rồi, nhắc lại con này dâm chữa thứ 3, chữa 6 tháng. Đây hình ảnh nó gửi cho cô chú chị mình xem, mong cô chú thấy giá ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. Hình hài đắc lực vip ha. Nghe là giá tiền 13.500.000 này, bụi trà bành luôn cô chú chị. Nghe có tàn sát lớn cô chú chị. Nghe siêu đỏ luôn ha. Mấy hàng này cũng hàng này dạng hàng hụt, hàng hiếm đó cô chú anh chị. Mấy con rồi, con này thì cô chú anh chị nuôi có 13.500.000 mà. Có 10 tháng mình nuôi được vài tháng năm sau lên nọc liền. Mấy dòng này mau lên giống lắm cô chú anh chị. Nó mau lên nọc, mau lên giống đó, để con mắc sữa. Nuôi con nó tốt. Con này thì đang âm con thứ 3 nè, đang âm chữa nó bụng nó thứ 3 ha. Hết biết bò dài cùng dạo về đăng đẳng ha.
Đúng rồi, lực lớn hơn. Cô chú anh chị nào gần xa ưng ý được thấy giá ưng ý mua thì liên hệ cho em ha. Rồi giờ em muốn xin kết thúc cái video tại đây. Đây bò bự chiều cam đo không sao là mét 3 bò của chú anh chị đó, mét 3 bò nha, chân cẳng nè, xương to ha, dần rúng bím xương sóc khỏi phía chơi. Siêu cọp, con bò bự siêu cọp được 12 tháng tuổi, 16 tháng tuổi của chú anh chị đó. Con này thì con lên dọn lên giống rồi đó, hay cô chú anh chị mua gì mình nó lên giống mạnh mình cấy luôn ha. Qua to F1 đầu tuổi này, quả đầu xoay đầu thì là xoay đầu nghiêm chỉnh nghiêm chú anh chị, nó xoay lưng thì hơi tròn dài chứ của chú anh chị, mới mỏng trắng nha, giật ghê. Đây chân cẳng nè, đứng thẳng băng luôn ha, chân trước nè, chân sau, xoay lưng thì tròn dài chút, rúng miếng như sùng sình nha chú anh chị, xương to nè, bộ vú ha, lông da sắc lạc luôn. Bộ da dữ đó. Lưng ha, lông lưng đó. Rồi tới bộ nhỏ cái chú anh chị, bộ nhỏ được 6 tháng tuổi này. Chiều cao không sao là mét 7 ha, mét 7 đó. Con này là anh gốt đầu tụi luôn nè cô chú anh chị, này anh gốt ha, xé lưng này cũng hơi tròn gì anh chút, đầu trụi, chân trước nè, xương sống nó khá là ok ha, chân xương to ha, đúng rồi, đúng rồi, bài bản của chú anh chị. Nghe nhỏ là 6 tháng tuổi ha, em cũng F1 luôn đó, lưng này, đẹp lưng đó là cũng dễ thấy không, hết lằn đầu tu rưỡi luôn. Rồi thì với hai con bò này á thì em bán ha, bán một cặp đó. Cô chú anh chị nào có hạ ý mua hết hai con á, thì em bán 31 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Còn nếu mà phân la từng con thì em không bao ship nha. Con 19, con 12 đó. Cô chú anh chị nào an tâm ưng ý mua được thì liên hệ, hai con hết thì em bao ship cho cô chú anh chị mình cuốc xe về đến nhà ha. Còn là tách ra cô chú chị mua lựa từng con thì em bán con 12, con 19. Con 8m3, con 1m7. Qua đây, qua con. Đi qua nè. Nó siêu mà. Cực kỳ không? Ui. Xương to, hai con bò này xương sống cũng khỏi mà nói tới nè. Đây đó. Nghe siêu đỏ nè, con siêu đỏ con siêu cọp nha. Lúng miếng là hai con là bài bản luôn nè cô chú anh chị, nghiêm chỉnh nha. Đó. Đó, hai con thì giá là em bán rồi 31 triệu bao ship cho cô chú chị về ta tận nơi ha. Nếu mà tách ra thì em bán con 12, con 19 không bao ship nghe này không, cực kỳ luôn. Bò này chích ngừa đầy đủ hết rồi, bồ dai đất nè, đầu tụ đủ luôn cô chú. Chân móng nè, hai con bò này, hai con siêu dạng như hàng mẫu hàng đẹp đó, bò siêu thì cô chú anh chị ta biết rồi, hàng này đẹp tiện ha. Chân cẳng đứng nè, chân trụ hai con này đứng là thẳng bắt luôn, không có chê là chỗ nào hết.
hai này heo có hai con này cô chú chị mua về làm giống sinh sản rất tốt ha. Em len luôn nè cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy gần xa ưng ý ha, mua hết hai con thì liên hệ cho em. Từng con thì em bán em không có bao chip, mà hai con thì bao chip. Thì bò siêu giống này thì rất là được thịnh hành đứng đầu ha. Đó, mua về cô chú anh chị mình về mình là làm giống bò giống sinh sản bò nền, đẻ mát sữa năm một đó cô chú anh chị. Siêu cọp với con siêu đỏ. Bò lúc này đang lẻ cô chú anh chị mua nuôi ngon. Đó, nuôi thì mình hết lẻ thì tới mắt thôi của chú anh chị. À, mong của chú anh chị thấy giá được ưng ý cặp này mua thì liên hệ cho em nha. Đứt nè. Rồi hình ảnh em gửi đầy đủ cho cô chú anh chị hết ha, hai con màu đỏ lật luôn, không có bị liễm mi gì, không có lốm tắn gì hết anh chú anh chị. Thì cô chú anh chị là nhà ý mua ưng ý mua liên hệ cho em.